Thôi xong quả này toi rồi, quả này là căng rồi. Hai ghét một hit một roam. Bên kia hai AC một roam ban tứ tuyển ở phía bên kia. Còn bên này nhìn thấy hai ghét rồi, bây giờ còn bảo vệ lãnh chúa thôi. Bây giờ nhìn thấy Hitty như thể là nhìn thấy chúa rồi. Mà không bảo vệ được Hitty trận này thì xem như là quẳng chặt. Hết cửa. Hai nhà gách ở trong trận thi đấu này sẽ rất giàu, đảm bảo là như vậy. Đấy, Hitty đến từ góc 6 giờ và đến từ anh màu 6. Roman đến từ anh màu 5. Và cuối cùng đây là anh Quý, người cầm Hitty, à quên, cầm Greg nữa. Có voi đây rồi. Tôi nghĩ là bằng đăng dũng anh sẽ biết cách chim lợn như thế nào để anh Quý trận này để có thể ít nhất là chém được. Không, anh Quý tôi nghĩ là thôi, không đánh ở nhà bài này, bảo là đánh y thủ khó lắm. Bảo anh Quý đánh y thủ rồi thôi. Dâng lên. Đấy, biết ngay và bài Greg chắc chắn là sẽ rất giàu. Và chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với Mai Anh Quý như vậy và 25 nông dân. Hơn phút thứ 8 và tầm này vẫn chưa dâng được L. Sao phải thêm chút nữa, đôi voi về. Đó là và những thứ gì mà tôi thấy hiện tại là nhà chính của ca sĩ. GZ nữa ở phía bên này. Rất cần bài GZ ở phía bên này giàu hơn bài GZ của anh Quý. Có thể lên sớm và đi đầu cánh ở phía bên này để cho Hitty có thể yên tâm. Tạm được, vâng, lùa bấy nhiêu sơ sơ này vậy, hai con trước, sau đó thì đẩy tiếp về. Có bãi cỏ phụ, cả hai GZ đều có bãi cỏ phụ. Nhưng đây là bầy, vâng, nhưng đây là cánh rừng xấu, để ý đây là cánh rừng xấu. Gỗ sẽ dồn lên khá chậm. Rồi, nhiều tan nát, Michael tan nát. Đây rồi, và anh Quý đã bắt đầu dâng lờ. Roman màu 5. Vẫn chém vào nhà là không biết là có chắc được nhà không rồi. Nhà này thì chắc chỉ có chắc lên huyện thôi. Tương đối sớm đến từ cái thủ màu 5.
tonic from Donna E. Almond. Evil tonic. Evil tonic. Evil tonic. Yuri. All of my evil. Oklahoma. Joke on top. Và chúng ta cũng cứ quay trở lại với Roman nhà 1-1 ở trên gần trên đỉnh 12 giờ. Một trận thi đấu là gần Messi vẫn chưa bánh xe, thậm chí chưa lên đời 3 luôn, nhưng có hốc. Một hốc trên 12 giờ là tương đối kín. Bắt đầu lên đời 3. Và có lẽ lên đời 3 xong kích được bánh xe luôn. Tương đối nguy hiểm. 24 đến từ Greg của 16 chơi nhà 1-3 cầm phô. Gặp nhà 1-3 gặp nhà phô thì là hơi khoai. Phô loại quân có khả năng bó bế nhà cửa rất tốt và nó chỉ trụ được rất lâu trước những nhà đánh chém. Và 1-4 trọng giò luôn, 4 trận này pan. Vất vả rồi, trận này trận rất vất vả. Hitty 24 bung ở chính mới. 32 đến từ Roman. Ở đây Greg đến từ anh Quý đã có bánh xe. Chơi được nhà màu 2 thân này, nhưng nhà màu 2 chắc đánh như kiểu gom cung ăn hoang, đánh gom cung trận này thôi, chứ không phải là một bài màu 2 có nhà. Đây, chơi được nhà màu 2 là chưa phải là yên tâm đâu. Họ gom được cung rồi và họ thủ cho màu 8 có hốc của trên 12 giờ. À xin lỗi bạn, thủ được 1-1. À nhưng mà bộ công trắng là người cầm cung RAC à? Được. Được, chủ lực bộ công trắng được. Thoải mái đi, cứ thoải mái. Đấy, biết ngay mà. Thoải mái, bộ công trắng cầm chủ lực thì thoải mái rồi. Không vấn đề. Vâng, Greg 36 trên 44. Đây là Roman cũng thăm lại 36. 17 đấy từ Hitty. Thôi sao rồi, nhà chủ lực bên mình bung rồi, mất học rồi. Nông dân không biết đi đâu về đâu rồi. Màu 3 Foresian đã thủ được xuống những thân chém của màu 6. Và sau đó là bây giờ bắt đầu đẩy ngược, gỗ hết và không biết đi đâu về đâu. Trong đêm một bàn chân ngược, mẹ xíu lang thang trên đường. Quay Thank you.
Vậy vậy còn mỗi tham anh quý là gọi là tham đánh được không? 27. Dưới bên kia là có lẽ là anh Nam bây giờ cũng đã hồi. Vâng, bây giờ AC cũng đã gom được khá quân. Khó rồi, có lẽ chúng ta chuẩn bị bắt đầu với trận thi đấu mới thôi. Quân trận thi đấu này cũng là khoai. Và tỷ số được cân bằng một đều ở trận thi đấu bán kết tiếp theo.